hai con rắn màu xanh đang chui ra từ đôn của một bức tượng nữ thần Hy Lạp. Bọn chúng bỏ tới định cắn một đứa bé. Đứa trẻ này là con của thần rớt ở trần gian nên có một cơ thể rắn chắc như một vị thần, Hercules. Vì để làm dịu cơn giận của nữ thần, Hercules lớn lên thì phải vượt qua 12 thử thách. Chỉ có như vậy nữ thần mới bỏ qua cho anh. Lần này anh gặp phải rắn 9 đầu Hydra. Đối diện với chúng, Hercules không hề sợ hãi, rất nhanh anh đã hạ được quái vật 9 đầu. Tiếp đó là con lợn rừng khổng lồ từng khiến mọi thợ săn phải sợ hãi. Hercules tay cầm chùy chạy về phía trước, tiếp cận được quái vật anh bỗng trèo lên cây. Nhưng đối thủ khó nhằn nhất là con sư tử Nepal, đao kiếm đâm không thủng. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn không đấu lại Hercules. Truyền thuyết về Hercules vừa rồi là do anh chàng này mà ra, anh ta tự nhận mình là cháu của Hercules. Anh làm vậy để uy hiếp bọn hải tặc để chúng không giết anh. Tuy câu chuyện rất hay nhưng chúng sẽ không hề tin, sau đó chuẩn bị thiêu sống anh. Anh chàng này ban nãy vừa cầu xin, nhưng sau đó liền chế giễu chúng vì anh nhìn thấy Hercules. Mà cho dù có thấy Hercules thật, bọn hải tặc cũng không sợ vì chúng có tới 40 người, còn Hercules chỉ có một mình. Năm tên hải tặc liền xông lên và sau đó tên thuyền trưởng không tin. Nhưng chúng không ngờ Hercules có đồng bọn, tay phi đao Yuri, cung thần Atalanta, nhà tiên tri Amphia và một tay đấu sĩ Tyus. Bốn người họ cùng nhau hỗ trợ cho Hercules. Hóa ra bọn họ là một nhóm lính đánh thuê. Lần đánh bại hải tặc này là lệnh của quốc vương. Không nguy hiểm, dễ kiếm tiền, nhóm Hercules sống thoải mái. Đồng thời để nâng cao thận phận, Iolaus thường xuyên bịa chuyện về Hercules. Hôm đó công chúa nước Thrace chủ động tới tìm Hercules. Cô nói muốn anh giúp cô vì nước Thrace sắp khai chiến với bạo chúa Rhesus. Cô còn hứa nếu đồng ý cô sẽ thưởng cho số vàng tương đương với cân nặng của Hercules. Nghe thấy vậy Tyus vô cùng ngạc nhiên. Không có lý do gì để từ chối, nhóm Hercules cùng công chúa đến thành Thrace. Quốc vương Thrace nhìn rất hiền từ. Họ không thể chống lại Rhesus vì họ gặp phải một vấn đề lớn về binh sĩ. Chiến tranh nhiều năm đã làm hao kiệt binh sĩ của họ. Bây giờ chỉ có thể bổ sung bằng nông dân và lái buôn. Vì vậy muốn nhờ Hercules huấn luyện nông dân của họ, để xem số quân lính này yếu như thế nào. Chỉ một mình Tyus là có thể đánh bại họ. Thế này mà muốn đưa ra chiến trường thì chỉ có chết. Lúc này bọn họ nhận được tin báo Rhesus sẽ tấn công bộ lạc Nguyên Thủy. Mặc dù bộ lạc đó rất hiếu chiến nhưng không thể đánh bại được tên bạo chúa. Hơn nữa còn có lời đồn Rhesus có một đội quân nửa người nửa thú rất tàn ác. Quốc vương Thrace biết rõ sự thật về hắn, ông quyết định ngày mai sẽ xuất quân tới bảo vệ bộ tộc. Dù toàn bộ quân lính chưa thể huấn luyện, Hercules đành phải cổ vũ tinh thần bọn họ. Còn lại thì dựa vào vận may của họ thôi. Qua mấy ngày bôn ba, bọn họ tới được nơi ở của bộ lạc nhưng có vẻ họ đã tới chậm một bước. Tướng quân tới kiểm tra một cái xác. Nhưng đột nhiên trong chớp mắt bọn họ liền bị bộ lạc bao vây. Hercules lập tức hét lên hạ lệnh cho quân lính bảo vệ quốc vương, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Tướng quân trả lời vì Rhesus biết ma thuật. Cuộc chiến bắt đầu, Hercules có chút không yên tâm, hỏi nhà tiên tri xem trận chiến này sẽ thế nào. Lúc này tên cầm đầu bước ra, hắn nhảy múa loạn xạ, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Hercules thấy vậy liền bẻ gãy đầu mũi tên, đó là một quyền bằng tay. Quân lính liền lấy lại tinh thần, bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu. Vì quân đội đều là nông dân nên tất cả đều không biết gì. Dù có nhóm Hercules giúp họ nhưng rất nhanh đội hình đã bị quân bộ lạc phá vỡ. Cứ như vậy quốc vương sẽ gặp nguy hiểm. Hercules liền bảo mọi người mang chiến xa tới. Chiến xa được thay đổi đặc biệt, liền có tác dụng rất rõ. Quân bộ lạc liên tiếp ngã xuống. Ưu thế trước đây khó mà có được liền biến mất ngay lập tức nên chúng đành rút lui. Cuộc chiến lần này tuy chiến thắng nhưng thiệt hại quá nhiều binh sĩ. Nếu đổi lại là một quân đội đã qua huấn luyện, thương vong sẽ giảm đi. Đêm hôm đó, Hercules bỗng nhìn thấy thi thể vợ mình. Hơn nữa còn có con sói địa ngục ba đầu đang cắn lấy thi thể của vợ anh. Hercules phẫn nộ lấy ngọn giáo tiến lên nhưng nó đã biến mất. Tyus xuất hiện sau lưng anh. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Nhóm của Hercules đều biết anh thường mơ thấy con chó địa ngục ba đầu. Hôm sau cả quân đội đồn thổi Hercules giết vợ con mình. Mà lời đồn này đến cả Hercules cũng không thể phản bác. Vào 3 năm trước, Hercules ở đất nước mình vô cùng được trọng dụng. Bọn họ là cánh tay phải của quốc vương Aden. Anh luôn hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, thậm chí người dân tôn kính Hercules hơn cả quốc vương. Nhưng có một ngày, Hercules quỳ gối trước cung điện. Hóa ra trong một lần say rượu, anh đã giết chết vợ con của mình. Sau đó quốc vương đuổi anh cùng cả nhóm ra khỏi đất nước. Nhưng bạn của Hercules lại vô cùng tin tưởng anh. Chuyện say rượu giết chết vợ con chắc chắn là không có thật. Không giải thích nhiều bởi sau đó sẽ có thêm một cuộc chiến nữa. Nhóm của Hercules bắt đầu huấn luyện cho quân đội. Bắn cung, đấu kiếm, bày trận và dạy cho bọn họ những kỹ năng chiến đấu trên chiến trường. Không lâu sau lại có tin báo, lần này họ đã tìm được điểm yếu của Rhesus. Không chỉ vậy họ còn thấy rất nhiều đội quân nửa người nửa thú. Nghe thấy vậy, Hercules liền đưa ra một quyết định bất ngờ. Trải qua huấn luyện đặc biệt đã tới ngày kiểm tra chất lượng. Yuri cho bọn họ tạo thành một bức tường chắn kiên cố, sau đó Tyus liền xông lên giống như lần trước. Đúng là thật không uổng công bao ngày đêm họ dày công luyện tập. Đội quân nửa người nửa thú xuất hiện, nhiều gấp 3 lần quân mình. Hercules biết bọn họ lại bị mai phục, lần này thực sự phải đối đầu với Rhesus rồi.
nhưng rất nhanh sau đó, đội quân nửa người nửa thú đó đã hiện nguyên hình. Tên bạo chúa Rhesus đi đến khiêu khích họ. Cuối cùng họ cũng biết tại sao lần nào cũng bị mai phục. Hóa ra tên thám thính là người của Rhesus. Nhưng Hercules không hề sợ hãi chút nào, bởi vì đội quân của họ đã được huấn luyện thành những chiến binh vô cùng tinh nhuệ. Việc cần làm lúc này chính là cổ vũ tinh thần cho họ. Đối diện với sự tấn công của quân địch, Hercules bắt đầu bày binh bố trận. Sau đó Atalanta kết hợp với chiến xa, khi có địch tiến tới gần thì cho quân lính cầm thương lên. Kỵ binh tiên phong của địch đã bị tiêu diệt hết. Thấy vậy Rhesus liền ra lệnh cho quân lính bắn mũi tên lửa. Đối mặt với hàng ngàn mũi tên, nhà tiên tri Amphia bỗng nảy ra một ý tưởng. Các mũi tên của Rhesus đều bị chặn lại, tiếp đó là đến lượt đội quân của Hercules đánh trả. Đối mặt với đội quân của anh, binh lính của Rhesus không ngừng ngã xuống. Họ thậm chí còn không nghe lời Rhesus nữa mà liền rút lui. Đội quân của Rhesus thất bại thảm hại. Rhesus không cam tâm bị giết như vậy, nhưng hắn đã chọn nhầm đối tượng nên đã bị bắt sống. Rõ ràng là Hercules đã chiến thắng nhưng anh không thể vui nổi. Lúc đầu đồng ý giúp quốc vương Thrace là vì ông ta nhìn bên ngoài trông rất hiền lành, còn chiến tranh chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng từ miệng tên Rhesus, anh lại nghe được một đáp án khác. Trong bữa tiệc ăn mừng, Hercules liền nhận ra công chúa có điều gì đó không bình thường. Lúc này, công chúa Enzin mới nói ra sự thật. Bạo chúa không phải là Rhesus mà chính là quốc vương Thrace. Enzin làm vậy là vì ông ta đã bắt cóc con trai cô để uy hiếp cô. Đồng thời vì đã giành được chiến thắng, quốc vương Thrace liền lật mặt. Vì lời hứa trước đó với quốc vương, nhóm người Hercules đành rời đi. Nhưng Hercules lại quyết định không thể làm những chuyện trái với lương tâm. Vì vậy anh đã quay lại cứu công chúa và Rhesus. Nhưng Yuri lại không đồng ý, anh ấy muốn quay về cùng với số tiền này. Chuyện đó chúng ta không nên nhúng tay vào làm gì. Cuối cùng Yuri rời đi cùng với số tiền, còn Hercules và những người còn lại lẻn vào trong hoàng cung. Nhưng dường như quốc vương Thrace đã biết trước chuyện này nên đã dùng con trai của công chúa Euryon uy hiếp nhóm người Hercules. Sau đó Hercules tỉnh dậy, anh bỗng nhìn thấy con sói địa ngục ba đầu ngay trước mặt. Cảm giác lần này lại chân thật hơn bao giờ hết. Chắc chắn không phải là mơ. Nhưng đó không phải là con sói ba đầu mà là ba con sói hung dữ. Không chỉ vậy, anh còn nhìn thấy quốc vương Athens. Nhìn thấy Hercules bị trói lại, vua Athens nói với anh sự thật. Hóa ra là đêm đó, vua Athens đã cho thuốc vào trong rượu của Hercules rồi thả ba con sói ra, giết chết vợ con của anh. Quốc vương làm như vậy là vì hắn cảm thấy Hercules sẽ ảnh hưởng tới ngôi vị của mình. Sau khi biết được sự thật, Hercules vô cùng phẫn nộ. Anh chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức, nhưng vua Thrace lại tàn nhẫn hơn. Vì danh tiếng và thắng lợi của mình mà dám giết chết cả con gái. Lúc này nhà tiên tri lại không ngừng cổ vũ Hercules. Giờ đây Hercules chỉ có một hy vọng duy nhất. Anh vô cùng phẫn nộ gầm lên một tiếng. Thấy vậy vua Athens liền thả ba con sói ra tấn công anh. Chúng vồ lên người anh. Mọi người đều vô cùng hoảng loạn và lo cho Hercules. Cửa của nhà tù đâu dễ mở đến vậy, nhưng Hercules cũng không phải người thường. Anh giải quyết sạch lũ quái vật. Tiếp đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người hại chết vợ con anh. Trong lúc bọn họ thoát ra ngoài thì liền đối mặt với đội quân tinh nhuệ. Con trai của Euryon vẫn đang nằm trong tay quốc vương Thrace. Lẽ nào sẽ phải từ bỏ sao? Nhưng ngay lúc này Ergy liền xuất hiện cho bọn họ một tia hy vọng. Đứa trẻ liền chạy về phía bọn họ. Nhưng tên quốc vương vẫn không từ bỏ, không ngừng cho bắn tên vào đứa trẻ. Tyrus đột nhiên xông ra bảo vệ đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó anh lại bị trúng tên ngã xuống đất. Hercules thấy vậy phẫn nộ dùng toàn bộ sức mạnh làm đổ bức tượng khổng lồ. Quốc vương sau khi bị đè chết thì cả quân đội liền quỳ xuống dưới chân anh. Thực ra từ lúc bắt đầu tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim thần thoại phương Tây. Nhưng xem đến cuối mới biết rằng đây là một bộ phim nói về chiến tranh. Nhưng cũng phải nói rằng quốc vương kia đã già rồi mà vẫn muốn chinh phục thiên hạ để làm gì cơ chứ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.